các con đến cái mức là bây giờ ở vòng đối đầu cô rất là trách, rất là trách trong chương trình tại sao để hai nhóm của hai tụi con đối đầu với nhau, bởi vì nếu như mà một nhóm nào mà phải rời khỏi chương trình thì thực sự là cô rất là đau lòng, bởi vì tụi con quá đáng yêu đi. Ở cái phần biểu diễn này cô không chỉ được nghe hát rất là dễ thương mà cô lại còn nghe một cái phần biểu diễn, trời ơi, nó rất là đáng yêu, rất là hồn nhiên. Nhất là cái bạn Thành Long à? Bạn Thành Long 4 tuổi ơi. Dạ. Con rất là đáng yêu. Ở nhà cô á có con nữa, gái bánh gạo nữa, dạ. Nữa. Cô bớt dẻo lại. Cô Thảo muốn cô đi giải thích hả? Đúng rồi. Thổ mẹ đợi cha đó, ruộng đợi phù sa là cái gì? Trong cái bài này cái câu đó là nó hay nhất. Tại vì các con biết là ở miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long á, trồng bất cứ cái gì á nó cũng tươi tốt, mùa màng tươi tốt, là bởi vì tất cả các con sông á thường rất là dơ, nhìn nó rất là tối, nhưng mà thực ra do cái phù sa ở trên sông rất là nhiều và những cái vi chất. Chúng ta đang trở về lớp địa lý. Tự nhiên khoa học xã hội đó anh. Em phải giải thích cho các bé hiểu được, các bé cảm nhận sâu hơn đúng Ôi không? Vậy hả? Con hiểu không Lâm? Con hiểu không? Yeah. Trời ơi, tôi đập đầu chết đi. Cho nên là đây là một cái câu hát mà cô tâm đắc nhất trong bài. Khi mà ruộng đợi phù sa, khi mà phù sa về thì ruộng nó mới tươi tốt, thì cái tình yêu của hai vợ chồng nó mới đơm bông kết trái, có những cái đứa con rất đẹp, rất là xinh đẹp như tụi con vậy nè. Con hiểu con đi, con hiểu. Nói chung là mẹ thương cha đó. Đón xem Ai sẽ thành sao nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 27 tháng 8.